Xin chào các bạn. Hôm nay shop xe đạp Toàn Thắng giới thiệu các bạn về mẫu xe Accord Classic dòng bánh 26. Hiện tại thì đang có mặt trong các cửa hàng của Toàn Thắng Cycle. Như các bạn đã biết thì dòng Accord Classic bánh 26 này là một dòng xe mang phong cách cổ điển châu Âu, không khác gì những dòng City Bike bánh 700. Thì Accord 26 có đầy đủ phụ kiện đi kèm theo là ba ga và chân bùng cho các bạn đi trong những cái đoạn đường trời mưa, hoặc là sử dụng cho những chuyến đi ra ngoại đường dài, hay là tập thể dục mà không lo bị bùng, hoặc là những đoạn đường bùng lầy thì băng lên áo hoặc là băng lên người của chúng ta. Tôi xin nói một số chi tiết sơ qua về dòng Accord Classic bánh 26 này. Khung của Accord được làm bằng chất liệu là thép carbon cao cấp với sơn tĩnh điện, sử dụng những mối hàn thiết kế rất là tinh xảo và chắc chắn. Đây là dòng bánh 26 thì lốp của Accord là lốp 26 x 1.75, sử dụng lốp gai chọc. Thì cái diện tích tiếp xúc với mặt đường thì chiếm một phần cái diện tích rất là nhỏ, nên là không bị ma sát nhiều, thì giúp các bạn đạp là không có tốn quá nhiều lực. Đồng thời vào đó thì Accord 26 sử dụng phanh là phanh V. Thì đối với các bạn nam thì có thể là mình tự có đồ nghề ở nhà thì có thể là tự sửa chữa và thay thế má phanh này một cách dễ dàng và đơn giản so với những dòng MTB và dòng Accord mà đi thắng đĩa. Accord Classic thì cũng kèm theo bộ truyền động Shimano Micro 6 24 tốc độ với cái số răng của giò đĩa trước là 53 và 39. Thì các bạn có thể kết hợp với cái 7 tầng lip sau thì các bạn có thể đạp với những tốc độ và đoạn đường đi trong thành phố sao cho phù hợp với lực đạp của mình. Đồng thời vào đó thì cái chấn bùng và ba ga này thì các bạn có thể phối hợp với cái ba lô hai bên. Như tôi đặt lên cho các bạn xem thì ba lô hai bên và một cái túi ba lô nằm ở trên của mang thương hiệu Swift và thương hiệu của Giant này, thì các bạn phối hợp đồ đi theo sao cho thoải mái nhất. Hoặc là những chuyến đi chơi xa thì các bạn có thể mang những đồ vật dụng cá nhân, hoặc là lều trại thì các bạn có thể dễ dàng đặt trong túi ba lô này mang theo. Đồng thời vào đó thì các anh chị hay là các bạn làm việc trong các công sở thì dòng Accord Classic này thì cũng rất là phù hợp. Các bạn có thể phối hợp với áo sơ mi dài tay, quần tay, hoặc là đôi giày da thì các bạn có thể đạp xe tới công sở mà mang một phong cách rất là thành điệu. Hiện tại thì mẫu Accord Classic này đang có mặt trong các